Chúng tôi gọi những vị có công phổ biến các phương pháp thở đến công chúng là những vị Bồ Tát thở. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint-Hilaire-du-Tauvet, Grenoble. Thời đó, bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948, ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và 1/3 lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo, ông chỉ có thể sống chừng 2 năm nữa thôi. Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình. Và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85, nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, hoạt động tích cực, năng nổ trong nhiều lĩnh vực. Chuyện khó tin nhưng có thật. Thóc bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Dưới góc nhìn theo sinh lý học hô hấp hiện đại của một người thầy thuốc, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã tổng hợp những phương pháp thở của khí công, thiền, yoga, dưỡng sinh thành một bài vẽ ngắn gọn mà rất nhiều người đang áp dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Thiền sư Masa Seado sinh năm 1904, mất năm 1982. Ngài là một tu sĩ Phật giáo Miến Điện và là thiền sư nổi tiếng dạy thiền tuệ quán Vipassana khắp châu Á và châu Âu. Phương pháp của Ngài là buộc định tâm vào cảm giác phồng xẹp của bụng theo hơi thở, cùng với sự quan sát mọi cảm thọ và tâm. Nhiều người áp dụng phương pháp thở của Ngài trong đời sống hàng ngày. Bài tập thở ngắn của thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp vượt qua mọi lo âu. Thiền sư có một bài thiền định rất đơn giản để hóa giải sự lo lắng, oán giận. Thầy đã thực hiện bài tập này trong thời gian dài và nhận được nhiều sự trợ giúp từ bài thực hành rất đơn giản này. Thiền sư khuyên nên thực hành bài tập này trong một phút. Bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng, hoảng sợ, hãy ngồi thoải mái. Nhắm mắt lại nếu có thể. Nhẹ nhàng tập trung chú ý vào hơi thở. Đừng lo lắng về việc đào sâu hay kiểm soát hơi thở bằng bất cứ cách nào mà chỉ cần bạn chú ý. Khi hít vào, hãy nói với chính mình, tôi đang hít vào. Khi thở ra, hãy nói với chính mình, tôi đang thở ra, liên tục trong một phút. An trú trong thực tập, cảm xúc lo âu, oán giận sẽ nhẹ dần, ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc. Hiệu quả sẽ được tích lũy dần dần nếu thường xuyên thực hành bài tập. Càng thực hành thường xuyên, khả năng trấn tĩnh, bình ổn tổng thể càng tăng. Bài tập cực kỳ đơn giản nhưng nó giúp trở lại phút giây hiện tại. Tất cả các giải pháp, hạnh phúc, bình yên chỉ có thể tìm được trong phút giây hiện tại.